Rồi ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi sang một cái video tiếp theo. Thì ở trong cái video này chúng ta cũng sẽ ứng dụng phần mềm AutoCAD 3D để chúng ta dựng cho mình một cái chi tiết dạng như thế này. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ phân tích xem á, là cái chi tiết này nó gồm những cái khối nào kết hợp ha. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta sẽ gồm có khối đầu tiên là cái mặt bích ở đế nè. Rồi cái khối thứ hai chính là cái thân này. Thì cái thân này chúng ta sẽ kéo dài từ đây đến đây luôn các bạn. Đó, thì ở trong cái video trước mình cũng đã chia sẻ cho các bạn vẽ một cái bài tập cũng tương tự như này rồi. Thì chúng ta sử dụng cái lệnh script ha. Thì trong video này chúng ta cũng sẽ sử dụng cái lệnh script để mà chúng ta vẽ được cái thân này. Rồi cái khối thứ ba chính là cái mặt này. Đấy. Rồi đối với cái chi tiết này chúng ta sẽ có một cái lệnh mới, đó là cái lệnh fillet để mà chúng ta có được cái R4 ở đây ha, cũng như là chúng ta có được cái R4 ở đây. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy là cái bản vẽ này nó cho chúng ta biết được cái gì? Nó cho chúng ta biết được là cái hình chiếu bàn. Ở đây chúng ta sẽ có hình chiếu này là hình chiếu bàn. Rồi hình này là hình cắt đứng. Và hình này là hình cắt riêng phần. Thì từ những cái bản vẽ đây chúng ta sẽ biết được cái kích thước của vật thể này ha. Bây giờ mình sẽ copy cái bản vẽ này vào trong phần mềm AutoCAD của mình. Các bạn sẽ khởi động phần mềm AutoCAD của mình lên. Ở đây chính là giao diện của phần mềm AutoCAD 3D. Tại cái giao diện này chúng ta sẽ làm một cái thao tác rất quen thuộc. Đó chính là chúng ta sẽ bấm vào dấu trừ ở đây. Sau đó chúng ta chọn Viewport, rồi chúng ta chọn True. Rồi tại cái giao diện bên đây, mình sẽ copy cái bản vẽ vào. Ok, rồi cái giao diện bên đây các bạn sẽ chuyển về cái view nhìn là Isometric. Cái mặt này các bạn sẽ chuyển về mặt top. Ok ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Đầu tiên là chúng ta sẽ dựng cái khối mặt bích ở dưới đế. Chúng ta sẽ có cái khối mặt bích dưới đế đây. Thì cái khối này nó có kích thước như sau. Đầu tiên là nó sẽ có cái phi 28. Rồi sau đó nó sẽ có cái phi là 80. Ở đây nó sẽ có cái 4 lỗ phi 7. Và tâm của lỗ này á, là 68. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Ở đây chúng ta sẽ gõ C, Enter. Rồi chúng ta chọn một điểm bất kỳ, đầu tiên là chúng ta sẽ nhập D, Enter, nhập kích thước bằng 28. Tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái D bằng 80. Rồi tiếp tục, chúng ta sẽ có một cái D bằng 68. Đấy. Rồi tại đây mình mới dùng lệnh C nè. Mình mới vẽ một cái đường tròn tại vị trí này. Có cái D bằng 7. Sau đó mình sẽ sử dụng lệnh Array. Mình sẽ array cái lỗ này ra 4 lỗ. Rồi bây giờ mình xóa cái đường tâm này đi. Hay như vậy là chúng ta đã có được cái biên dạng sketch 2D ở dưới cái mặt chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh Redbone. Chúng ta sẽ Redbone cái mặt này lên là 7 ly. Rồi tại cái mặt này chúng ta tiếp tục vẽ cho mình một cái C ha. Cái C này chúng ta cũng có cái đường kính ở trong á là bằng 28. Rồi ở đây chúng ta có một cái C tiếp theo có cái đường kính bằng 44. Rồi tại đây chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là extrude. Chúng ta sẽ extrude hai cái khối này lên. Mình thử xem cái redbone được không. Đây mình redbone lên luôn ha. Thì mình redbone cái đoạn này lên bao nhiêu? Chúng ta sẽ có tổng á là 40 nè. Thì 40 chúng ta trừ cho 7 thì chúng ta sẽ ra được cái đoạn này còn là 33. Enter. Thì chúng ta sẽ ra tiếp cho mình một cái phần này. Rồi từ trên đây chúng ta mới vẽ ra cho mình một cái đường line từ tâm ra nè. Thì đường line này có kích thước bằng 50 nha. 50. Mục đích là chúng ta xác định được cái tâm của cái R50 nè. Rồi tại đây chúng ta sẽ vẽ cho mình là một cái C. Trước khi chúng ta vẽ cái C thì chúng ta sẽ chuyển cái mặt này về cái mặt back. Rồi mình gõ C, Enter. Rồi từ đây mình vẽ một cái C vào đây. Rồi từ đây mình sẽ vẽ một cái C lên đây. Rồi dùng lệnh trim ha. Cắt bỏ này đi. Rồi thằng này thì chúng ta chuyển về cái layer là layer nét tâm. Ok ha. Rồi tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có hai cái đường tròn. Cái đường tròn đầu tiên. Ở đây chúng ta chuyển về mặt top trước. Rồi chúng ta có cái đường tròn đầu tiên. Nó cũng là 28. Rồi đường tròn thứ hai nó cũng là 44. Rồi sau khi chúng ta có được hai đường tròn này rồi, chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là script. Mình chọn lệnh script ha.
mình chọn hai cái đường tròn này, enter, rồi mình chọn cái đường tâm này, nó sẽ whip cho chúng ta như thế này. Rồi ở đây chúng ta sẽ dùng cái lệnh là cộng khối ha. Chúng ta sẽ cộng cái khối ở dưới nè, cộng với cái đường tròn lớn ở ngoài nè, enter. Rồi sau đó chúng ta dùng lệnh trừ khối nguyên cái thằng này, chúng ta trừ chỗ khối nhỏ trong đây, enter. Đó. À, sorry, bây giờ mình sẽ Ctrl Z lại trước nha. Đây, ở đây mình sẽ dùng cái lệnh trừ khối trước đi. Cái khối này. Khối này. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ cộng khối, tức là cộng khối này. Khối này lại với nhau. Đó. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cái view nhìn 3D. Đó, thì chúng ta sẽ ra được cho mình cái chi tiết như thế này. À, rồi tiếp tục, chúng ta chuyển lại cái view nhìn 2D. Tại đây chúng ta sẽ có một cái phần ra nè các bạn. Ở đây các bạn thấy là khi mà chúng ta cắt ngang đây thì chúng ta mới chiếu được ngang đây. Vậy thì cái đoạn thừa ở đây chúng ta có cái R bằng 4 nè. Do đó tại vị trí này mình sẽ dùng cái lệnh extrude để mà mình extrude chỗ này ra là 4 ly nữa nha. Vậy thì tại đây chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Đây. Rồi tại cái vị trí này mình sẽ vẽ như thế nào đây? Ở đây mình sẽ chuyển về cái mặt là right. Ha, rồi mình gõ C, enter. Mình có bắt điểm cực tâm ở đây thì mình vẽ, không thì mình vẽ tại tâm đây nè. Đó, mình sẽ có cái đường tròn đầu tiên là 28 nè. Rồi đường tròn thứ hai bằng 44 nè. Rồi sau đó mình mu thằng này lên là 50 ly. Đấy, mình mu lên đây 50 ly. Cho nó cùng tâm với đây. Rồi bây giờ mình sử dụng đoạn Red Bull. Đâm Red Bull cái biên dạng này ra nè. Đây. Ở trong trường hợp Red Bull không chịu thì các bạn dùng lệnh là extrude. Đây, chúng ta extrude hai khối này ra là 4 ly nữa. Sau đó chúng ta dùng lệnh trừ khối. Ok, rồi, bây giờ chúng ta dùng lệnh cộng khối. Ok. Đó thì chúng ta sẽ ra được một phần như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái biên dạng này như thế nào cho nó dễ dàng nhất. Và chúng ta sẽ vẽ cái biên dạng này như thế nào cho nó dễ. Thì ở đây các bạn có thể là vẽ ở dưới cái mặt top. À, các bạn có thể là vẽ dưới mặt top. Hoặc là ở đây chúng ta có bắt điểm được hay không thì mình thử nha. Ở đây chúng ta có cái R27, mình gõ C, Enter, mình đưa chuột ở đây. Đây chúng ta bắt điểm được thì chúng ta vẽ ở đây luôn. Đây thì chúng ta sẽ có cái R bằng 27. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ mở cho mình một cái C có cái phi bằng 50 để mình xác định tâm ha. Đây nhập D bằng 50. Rồi tại cái vị trí này mình mới có cái R bằng 15 nè. Đây mình bắt điểm tại vị trí này. Mình mới có cái R bằng 15. Rồi bên đây cũng vậy. Tại vị trí này mình mới có cái R bằng 15. Đấy. Rồi ở đây là chúng ta sẽ xóa cái đường tâm ở trong này đi để mà chúng ta dễ nhìn hơn. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ có hai góc bo R bằng 20 nè, các bạn dùng lệnh F, Enter ha. Rồi chúng ta nhập R bằng 20. Chúng ta sẽ bo giữa cái đường tròn này với thằng này. Này với thằng này. Này với thằng này. Thằng này với thằng này. Rồi bây giờ chúng ta dùng lệnh Trim. Ok, rồi tiếp tục là chúng ta sẽ có cái lỗ phi 7. Thì cái lỗ phi 7 này khoảng cách tâm của nó là bằng sao 8 nè. Các bạn dùng C, Enter ha, chúng ta cũng lấy từ tâm. Đây, từ tâm này ra. Thì chúng ta mở một cái đường tròn có cái D bằng sao 8. Rồi, giao tại vị trí này. Đây nè, chúng ta có cái D bằng bao nhiêu các bạn? Chúng ta sẽ có cái D bằng 7. Rồi, bên đây cũng tương tự như vậy nha. Rồi, chúng ta xóa đường này đi. Như vậy là chúng ta đã có được cái biên dạng sketch ha. Thì cái lỗ ở đây chúng ta sẽ có cái lỗ là 28 ở trong nữa. Nên ở đây tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái C ở đây, cái D bằng 28 nữa. Rồi cái biên dạng ở ngoài này nè, các bạn sẽ dùng cái lệnh join á để mà các bạn kết nối nó lại. Đây, chúng ta dùng lệnh Z, Enter để nó thành một khối như thế này để chúng ta sử dụng cái lệnh extrude ha. Rồi bây giờ mình thử là mình sử dụng cái lệnh Red Bull xem là nó có
chịu cái biên dạng này hay không. Mình bấm vào lệnh Red Bull nè, mình đưa vào đây đó, mình đưa vào đây thì tạm thời nó không chịu cái biên dạng này, do đó chúng ta bấm lệnh extrude thì chúng ta extrude đồng thời cái biên dạng này, hai cái lỗ này cộng với cái lỗ là phi ở trong đây luôn. Rồi chúng ta sẽ extrude ra một đoạn bằng 7 ly. Đấy, sau đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh trừ khối nè. Rồi, lấy khối này để chuẩn nè. Cái lỗ này nè, lỗ này, lỗ này. Enter. Rồi, hai cái đường này tạm thời mình xóa đi. Rồi, cuối cùng là chúng ta sử dụng cái lệnh cộng khối, chúng ta cộng cái khối này với khối này lại với nhau. Enter. Thì chúng ta sẽ ra được một cái khối đặc như thế này. Ở đây chúng ta có cái góc bo là R4 thì bây giờ chúng ta vào solid. À, vào cái tab solid nè. Chúng ta bấm vào cái phần fillet, chúng ta chọn fillet. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhập kích thước là R. Nhập chữ R. Enter. Chúng ta sẽ fillet cái góc bằng 4. Enter. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái cạnh fillet. À, đầu tiên là cái mặt này. Mặt này. Rồi, tiếp tục ở dưới đây chúng ta sẽ có một mặt nữa, đó chính là mặt này. Rồi. Mình xem là còn mặt nào nữa không? Rồi, mình chọn hai mặt. Rồi mình bấm Enter. Enter cái nữa thì nó sẽ thực hiện cho chúng ta cái lệnh fillet. Bây giờ chúng ta sẽ có cái lệnh fillet R bằng 2 đây nữa. Tiếp tục. Rồi chúng ta bấm vào fillet. Chúng ta nhập là R, Enter. Chúng ta nhập cái bán kính là 2. À, chúng ta chọn cái cạnh này. Rồi, Enter. Enter cái nữa kết thúc lệnh. Rồi bây giờ chúng ta chuyển về cái view nhìn 3D. À, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chuyển về cái view nhìn 3D. Rồi ở đây chúng ta chuyển cái khối này. Cái khối này mình chuyển về màu vàng đi ha. Đó. Thì chúng ta sẽ ra được cho chúng ta cái chi tiết dạng như thế này. Ok, đây chính là cái chi tiết của mình. Rồi trong trường hợp mà các bạn muốn xuất qua cái môi trường layout á, để mà chúng ta xem các bạn vẽ thì các bạn chọn vào layout. Sau đó chúng ta chọn layout. Rồi chúng ta chọn bay, chọn from model bay. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ có cái hình chiếu đứng nè. Đây chúng ta sẽ có hình chiếu đứng. Rồi chúng ta sẽ có hình chiếu bằng. Enter ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng vẽ hình cắt nè. Đây chúng ta sẽ cắt full này. Chọn hình chiếu này. Rồi chúng ta sẽ cắt từ đây qua đây này. Rồi. Chúng ta sẽ nhìn lên trên này. Rồi enter này. Đây thì chúng ta sẽ có cái hình cắt của mình như thế này. Rồi ở đây chúng ta muốn cắt một phần ngang á. Thì chúng ta cũng chọn là full này. Rồi chúng ta chọn hình chiếu này. Rồi chúng ta cắt từ đây, chúng ta cắt xuống đây. Rồi, chúng ta chiếu qua bên đây. Rồi, Enter này. Rồi, trong trường hợp này thì ở đây mình sẽ kéo dài cái này ra. Rồi, dưới mình kéo dài này ra. Đấy, thì nó sẽ cho chúng ta hình chiếu dạng như thế này. Rồi, ở đây các bạn sẽ kiểm tra kích thước nè. À, chúng ta sẽ có từ đây đến đây là bằng 68 này. Rồi, cái thằng này là cái R bằng 27 này. Rồi thằng này là cái phi bằng 44 này. Rồi thằng ở trong là cái phi bằng 28 này. Đó. Thì đây chính là cách mà chúng ta trình bày bản vẽ ở trên môi trường layout. Thì các bạn xem cái bản vẽ mẫu của chúng ta ở đây như thế nào á, thì các bạn sẽ xuất ra và các bạn trình bày lại y chang như vậy. Ok ha. Ở đây thì mình chỉ demo cho các bạn thôi. Còn nếu như mà các bạn chưa biết cách đưa cái khung tên vào trong cái khổ giấy của mình như thế nào, thì các bạn xem lại cái video thứ 8 và video thứ 9 thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái môi trường model của mình. Và đây chính là cái sản phẩm sau khi mà chúng ta hoàn thành. À, như vậy thì ở trong cái video này mình đã chia sẻ cho các bạn thêm một vài cái kiến thức mới về cái phần AutoCAD 3D này nữa. Hy vọng rằng những cái kiến thức này nó sẽ hữu ích với bạn. Và nếu như bạn cảm thấy thích cái video này thì hãy bấm vào nút like để video này có thể tiếp cận đến nhiều người hơn nha. Rồi, tạm thời chúng ta sẽ kết thúc ở đây và gặp nhau ở trong những cái video tiếp theo nhé.